Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn gửi một lời cảm ơn tới bác sĩ Trọng Võ đã mua một số lượng lớn báo tạp chí của phòng của TNP Channel để mà phát cho những khách hàng của ông. Quý vị nào muốn có tạp chí này thì liên lạc trực tiếp với TNP Channel Trần Nhật Phong Đạo Diễn at yahoo.com hoặc quý vị có thể liên lạc với văn phòng bác sĩ Trọng Võ 714 531 714-531-2020 hoặc vào trang web thảo com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả khán thính giả và cũng như cảm ơn bác sĩ Trọng Võ đã hỗ trợ cho tờ, tờ tờ tạp chí quốc phòng của TNP. Và đó là lời cảm ơn của TNP với lại bác sĩ Trọng Võ. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần chương trình tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là các chuyên gia của Liên Hợp Quốc gia tăng lo ngại về việc tình trạng gọi là tra tấn và ở Nga. Bản tin từ Channel cho biết, thì một nhóm chuyên gia của Liên Quốc trong ngày thứ năm lên tiếng nói rằng họ đã viết cho Moscow một lá thư để gia tăng sự lo ngại về việc sử dụng việc tra tấn của uh, binh sĩ của Nga với thường dân của Ukraine và các tù nhân trong chiến tranh. Các chuyên gia của Liên Quốc trong một bản statement nói rằng việc tra tấn này bao gồm luôn sử dụng cả roi điện, một số những cái dụng cụ khác mà thực hiện để uh, 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 có thể lấy được những tin tức tình báo và việc mà ép buộc thú nhà thú tội cũng đã bị cáo buộc trong cái uh, lực lượng của uh, Ukraine và kết quả của việc này là dẫn đến tình trạng gọi là nội tạng của họ bị thương và bị gãy xương hoặc là bị uh, rất là nặng hoặc là bị sốt trong tình trạng gọi là hôn mê và một phát công viên của giới chức ngoại giao Nga tại Geneva đã không lên tiếng trả lời các câu hỏi này. Moscow trước đó đã bác bỏ tất cả tình trạng tra tấn hoặc là đối xử tàn tệ với tù nhân trong chiến tranh và nói rằng họ không nhắm mục tiêu vào thường dân ở tại Ukraine và việc này đã được đưa ra và đã được thảo luận trong 15 thành viên 15 thành viên của hội đồng bảo an Liên quốc và đồng thời cũng thảo luận về tình trạng mà đôi bên cả Ukraine lẫn Nga đã có hành động gọi là tra tấn trong 15 tháng chiến tranh và trong đó thì cái cơ quan độc lập của Liên quốc nói rằng là họ có bằng chứng cho thấy rằng Nga đã có hành động tra tấn trong chiến tranh đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình thời sự quốc tế ngày hôm nay, Iran và Cuba đã đối uh, tuyên bố là sẽ đối đầu với các chính sách mà họ gọi là đế chế của Hoa Kỳ với đầy uh, tình trạng gọi là bức hại họ tổng thống của iran và người lãnh đạo của cuba cam kết trong ngày thứ năm là đôi bên sẽ đứng chung một mặt trận để đối vào đầu với những chính sách mà họ mô tả là sự bức hại của hoa kỳ trong đó bao gồm lệnh cấm vận nhắm vào hai quốc gia này à, à, đón tiếp ông là tổng thống của iran là ebrahim raisi tại havana tổng thống của cuba là miguel Diaz-Canel nói rằng cả hai quốc gia đang đối diện với tình trạng lịch sử và trong đó họ nói rằng tình trạng của lệnh cấm vận và những áp lực đe dọa ngăn chặn và phong tỏa từ phía của hoa kỳ và đế chế hoa kỳ cùng với các đồng minh và để tránh được cái lệnh cấm vận này thì hoa kỳ nói rằng cuba và à, xin lỗi quý vị à, để nói về cái lệnh cấm vận này thì cả hoa kỳ đồng thời cũng đã nói rằng cuba và Iran nằm trong danh sách của những quốc gia đã bảo trợ cho khủng bố và hai người đàn ông này cam kết rằng sẽ chống lại tất cả những những cái mà họ gọi là bức hại từ phía Hoa Kỳ. Và buổi sáng thì ông Raisi đã có mặt ở trong một cái diễn đàn thương mại và ông ta nói rằng Iran có thể làm việc với nhà nước cộng sản Cuba trong vấn đề kỹ thuật và khoa học cũng như là vấn đề à, siêu âm thanh cho tất cả những cái à, dự tính về các cái à, điện lực cũng như là hệ thống về khoáng mỏ. Trong khi đó thì à, Tổng thống của Iran đã chuyến viếng thăm Cuba là cái chặng cuối cùng trong viếng thăm các quốc gia thân hữu của cái Iran, bao gồm luôn cả Nicaragua và Venezuela. Hai quốc gia này cũng đã bị cấm vận bởi phía Hoa Kỳ và tất cả đều là đồng minh của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Đây được xem là một trong những cái chuyến đi cuối cùng của ông Raisi, tức là tổng thống của Iran trong chuyến công du các quốc gia ở châu Mỹ Latin. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã thầm lặng quay trở lại đối thoại với phía Iran trong nỗ lực quay lại cái hiệp ước nguyên tử. Chính quyền của Joe Biden đã âm thầm quay trở lại tái tục các cuộc đối thoại được xem là gián tiếp với Iran trong nỗ lực buộc Iran quay trở lại chương trình nguyên tử và thỏa thuận nguyên tử trước đây theo một nguồn tin được báo cho biết như trên. Các cuộc đối thoại này đã bắt đầu từ năm ngoái à vài tháng sau khi mà có nỗ lực gọi là à cái việc mà gọi là Hiệp ước nguyên tử với Iran đã bị sụp đổ. Chính quyền của Tổng thống Trump đã rút ra khỏi cái hiệp ước này năm 2018 và trong khi đó thì gia tăng, à, Iran lại gia tăng cái chương trình nguyên tử của họ, vi phạm vào thỏa thuận theo tường trình cho biết và vi phạm vào các thỏa thuận gọi là JCPOA. Mặc dù rằng nguồn tin nói rằng là cái việc mà tiến trình này thì một nguồn tin khác nói rằng vẫn chưa có một cái thỏa thuận nào, mặc dù đôi bên đã bắt đầu có âm thầm gián tiếp các cái cuộc thảo luận và trong đó cả hai bên đều bác bỏ nói rằng họ đang có một cái thỏa thuận tạm thời để đạt được và phía Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ tiếp tục tiếp cận với lại hàng loạt các cái đối tác để tìm cách kiềm chế Iran trong chương trình nguyên tử và đồng thời đôi bên cũng sẽ thảo luận tới vấn đề trao đổi tù nhân giữa Iran và của Hoa Kỳ. Trong đó thì có hai nhân vật cá hai nhân vật của Hoa Kỳ đã bị bắt giữ ở tại Iran là Siamak Namazi à Edward và Morad Tabat à, tất cả đều là công dân Hoa Kỳ và đồng thời đã bị bắt giữ tại uh, Iran và đây được xem là một trong những cái cuộc giao tiếp thầm lặng giữa chính quyền Joe Biden và của Iran một cách gián tiếp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Iran ngày hôm nay. Cùng một lượt thì các viên chức Hoa Kỳ cho biết Iran đã cho thử nghiệm các cái loại hỏa tiễn tự sát trên vùng vịnh bản tin từ dubai cho biết iran đã cho thử nghiệm các cái hỏa tiễn tự sát ở trên vùng vịnh à, nhằm tấn công vào các chiếc tàu và trong đó gần như là họ đã không hề đưa ra một cái lời cảnh báo nào với các tàu bè ở khu vực à, bản tin mới nhất cho biết thì loại tròn này tức là one quen tức là loại tròn chỉ bay một chiều đã được bắn ra vào ngày thứ tư à, trong đó thì có tên gọi là bắn khoảng từ 8 cho đến chín dặm ở ngoài biển của iran và nằm trong lãnh thổ của iran và một lần nữa thì à, phía hoa kỳ giới chức tình báo cho biết qua các dữ liệu đặc biệt Câu việc này là họ nhắm thực tập nhắm vào các chiếc tàu và chỉ có lý do là tại sao quý vị làm ở vùng vịnh của Oman, đó là câu hỏi của phía Hoa Kỳ đặt ra. Phía Kỳ cáo buộc Iran đứng sau hàng loạt các cuộc tấn công từ năm 2019, nhắm vào các tàu chở hàng chở dầu đi ngang khu vực của vùng vịnh và trong đó gần như là một cái khu vực được xem là bận rộn nhất thế giới về việc vận chuyển các cái nguồn năng lượng từ Trung Đông xuất cảng ra bên ngoài. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Iran và của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Do Thái đã chế tạo được một cái dàn phòng thủ chống lại các loại hỏa tiễn siêu âm thanh và trong đó có thể có khả năng kiềm chế cả Nga lẫn Iran bản tin mới nhất cho biết thì do thái đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đã chế tạo thành công một cái dàn hỏa tiễn một cái dàn phòng không mà trong đó có thể bắn rơi bất kỳ một loại hỏa, hỏa tiễn siêu âm thanh nào trong những thách thức với nga và iran à, trong đó thì họ nói rằng họ có khả năng bắn rớt tất cả những loại hỏa tiễn siêu âm thanh này loan báo trên được đưa ra ngay sau khi mà iran tuyên bố là họ đã thành công có được một hỏa tiễn siêu âm thanh trong khi đó thì bộ quốc phòng do thái công ty có tên là Rafael đang làm việc với một cái dự án kêu là gọi có tên gọi là Sky Sonic System là và trong đó được thiết kế để chống lại tất và ngăn chặn tất cả những loại hỏa tiễn siêu âm thanh bay ở trên hải phận hay là không phận của họ và nói rằng ít nhất là họ có thể ngăn chặn các loại hỏa tiễn mà có cái mức gấp 5 lần so với hỏa tiễn của ông à, so với âm thanh Sky Sonic System được biết là có thể à, có khả năng ngăn chặn bất kỳ một cái sự đe dọa nào từ các loại hỏa tiễn siêu âm thanh, các loại hỏa tiễn đạn đạo và các loại hỏa tiễn đạn đạo siêu âm thanh. Đó là lời phát biểu của Yuvo Nick, được xem là chủ tịch của cái uh, viện nghiên cứu Raffine advanced defense system đã nói với hãng thông tấn reuters và <laughs> một đoạn uh, được làm uh, được uh, minh họa bằng computer cgi cho thấy rằng là họ có khả năng ngăn chặn ngăn chặn từ các cái dịp dàn bệ phóng dưới mặt đất và có thể ngăn chặn bất kỳ một loại hỏa tiễn nào bắn vào không phận và lãnh phận và hải phận của do thái đây loan báo này được đưa ra sau khi mà phía của iran tuyên bố rằng họ đã sở hữu được tất cả những cái loại vũ khí gọi là siêu âm thanh có khả năng bắn ca cao gấp 9 lần so với âm thanh à, trong khi đó thì cái hệ thống của sky sonic à, hiện nay vẫn còn đang trong tình trạng phát triển và do thái vẫn đang tia gần như là đã đi tới cái việc hoàn tất việc nghiên cứu này. cả nga lẫn iran đang gia tăng rất nhiều cái việc mà sản xuất các cái loại loại hỏa tiễn siêu âm thanh trong thời gian gần đây và nói rằng họ không thể à, bị ngăn chặn bởi bất cứ một dàn phòng thủ nào từ phía của hoa kỳ hoặc là ukraine. đây được xem là một trong những cái à, sáng tạo mới của do thái nhằm bảo vệ cho lãnh thổ và lãnh hải của họ trước sự đe dọa từ bên ngoài, đặc biệt là sự đe dọa từ phía iran. đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết là các thành viên đảng Cộng hòa kêu gọi giám sát về cái chi phí hỗ trợ cho Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì với cái ngân sách đề nghị là 874.2 tỷ Mỹ Kim cho tài khóa của Bộ Quốc phòng năm 2024, Quỹ ban quân sự tại Hạ Viện đã bắt đầu có một cái cuộc bỏ phiếu vào ngày 21 tây 3 tháng 6 để cung cấp thêm 80 triệu Mỹ Kim trong cái gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, họ nói rằng cần phải có một cái sự giám sát chặt chẽ và nó sẽ chấm dứt vào ngày 1 tây tháng 10 năm nay. Kể từ khi mà Nga đưa quân xâm lăng vào Ukraine, Hoa Kỳ đã cho, cho biết là đã cho, cho phép chi ra khoảng 100 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Ukraine theo tường trình của Bộ Ngoại giao và trong đó bao gồm luôn 40 tỷ Mỹ Kim gói hỗ trợ quân sự và đạn dược. Trong đó thì à, à, họ nói rằng là trong cái à, ngân sách 2.1 tỷ Mỹ Kim gọi là Security Assistance tức là hỗ trợ về an ninh loan báo bởi Bộ Ngoại giao trong ngày 9 tây tháng 6 và 325 triệu Mỹ Kim đã được à, giải ngân bởi Bộ Ngoại đài vào ngày 13 tây tháng 6 cùng ngày mà 6 thành viên của quỹ ban đặc trách về quân sự hòa viện và tỷ quỹ ban này đã bắt đầu có cái một cái cuộc bỏ phiếu thống nhất là họ sẽ à, siết chặt tất cả những cái tài khóa về quốc phòng năm 2024 và trên 80 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ cho cái hệ thống của lục quân có là gọi là, gọi là cái hệ thống Afa hỏa tiễn gọi là MGM 140 army trong đó gần như là để trang bị cho binh sĩ của Ukraine. Bên cạnh đó thì 86.6 triệu Mỹ kim được gia tăng trong cái việc hỗ trợ tác chiến trực tiếp và phía của Hải quân Hoa Kỳ nhận được 4.436 tỷ Mỹ kim À, và trong đó để mà hỗ trợ cho các cái uh, việc mà hoạt động hàng hải của Hoa Kỳ. Ngoài ra thì lục quân Hoa Kỳ đang tìm kiếm một ngân sách khoảng 400 triệu Mỹ Kim để tiếp tục có cuộc chiến chống lại nhóm Hồi giáo ISIS tại Iraq uh, là 240 triệu Mỹ Kim và tại Syria là 156 triệu Mỹ Kim. Việc này đã được uh, đưa ra và các thành viên của Đảng Cộng Hòa tuyên bố họ sẽ giám sát chặt chẽ tất cả những ngân sách dành cho Ukraine để có thể uh, gọt giữa và chắc chắn rằng nó hữu hiệu, đồng thời có thể uh, giúp cho những cái... Uh, chiến dịch khác về quân sự hoa kỳ có thể có được thêm khả năng tài chánh chủ tịch của quỹ ban quân sự tại hạ viện là dân biểu Mark roger cho biết rằng là ông đã chỉ trích rất nhiều về chính quyền của châu bên tìm cách gọi là gửi một cái plan check tức là một cái cuộc hỗ trợ vô giới hạn cho phía kiev trong đó bao gồm luôn các hỏa tiễn tầm xa mà trong đó mà có thể sẽ khiến cho phía của Hoa Kỳ có thể bị thâm thục ở trong cái kho chứa vũ khí của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những hành động mới của Hạ viện Hoa Kỳ giám sát lại cái cách chi tiền cho Ukraine của chính quyền Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay. Thống đốc tiểu bang Florida đã lên tiếng mỉa mai thống đốc California là đừng chạy vòng vòng và nên ra thách thức Joe Biden, đó là lời phát biểu của ông Ron DeSantis. Bản tin mới nhất cho biết thì thống đốc Florida ông Ron DeSantis trong ngày thứ năm đã lên tiếng mỉa mai thống đốc California là Gavin Newsom là nên chấm dứt chạy là, là, là lòng vòng lãng vãng và nên trực tiếp thách thức Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2024 trong việc đề cử của đảng dân chủ. Ông Ron DeSantis vốn là ứng cử viên của đảng cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024 đã bắt đầu ra tay à, lên án ông Gavin Newsom trong cái ngân sách mà ông nói rằng là Gavin Newsom nếu như muốn thì nên ra tranh luận và Tranh cãi cũng như là tranh ra, ra à, tranh với lại ông à, Biden thay vì là đi đi chạy vòng vòng. À, quý vị đã thấy rất rõ ràng, đây là một cái à, tiểu bang được xem là rất tuyệt vời, nhưng mà dưới quyền của gavin Newsom thì chúng ta đã thấy một cái kết quả khác. Quý vị biết là quý vị đã từng ngưỡng mộ San Francisco, à, Los Angeles và những người dân ở đây và quý vị thấy rõ ràng là đáng lý đây là cái vùng đất rất tuyệt vời cho người dân và họ chỉ có những người đến chứ không có những người đi có nghĩa là có những người đến Cali, nhưng ít có người nào rời khỏi California à, kể từ khi mà cái tiểu bang này đã được thành lập ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thì à, ông Gavin Newsom đã trở thành thống đốc đầu tiên mà khiến cho tất cả những người dân không còn muốn sinh sống tại California. California đã có một cơ hội cho giới trung lưu của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua không ai rời khỏi chỗ này. Những người dân đến đây họ không rời đi. Và lần đầu tiên họ phải rời đi chỉ vì cái cách điều hành của Gavin Newsom. Và ông Ron DeSantis đưa ra chỉ cho thấy rằng là từ ở mà Minnesota và Florida là những nơi có cái khí hậu tương đối là tốt. Và ông nói rằng những người dân đã di chuyển từ Minnesota tới Florida cũng như là từ Cali tới California tới Florida. Quý vị đã làm bởi vì quý vị không phải vì vấn đề khí hậu tốt quý vị đến đó bởi vì cái môi trường sống tốt hơn tuy nhiên bây giờ môi trường sống đã không còn và nó chỉ còn lại khí hậu và khí hậu của uh, Florida nó cũng không kém gì California và đây là quý vị nhìn thấy rõ chúng ta đã thấy được tất cả những cái thiếu quản lý và chính quyền yếu kém dẫn tới một cái hậu quả là cái làn sóng người rời khỏi California rất đông đảo đây được xem là lời chỉ trích mạnh mẽ của ông Ron DeSantis nhắm vào Gavin Newsom khi mà Gavin Newsom thúc đẩy những chính sách rất cực tả khiến cho cả triệu người California đã phải rời khỏi tiểu bang này đi qua những tiểu bang khác sinh sống, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu thị trưởng của thành phố New York nhân vật được xem là rất cực tả Bill de Blasio đã bị phạt vạ bởi vì đã giải quyết và xử lý sai lạc cái ngân sách công cộng. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu thị trưởng thành phố New York là Bill de Blasio đã bị phạt khoảng 475.000 Mỹ Kim sau khi mà ông này bị cáo buộc là đã xử lý sai tất cả những cái ngân quỹ dành cho công cộng trong thời gian mà ông ta tranh cử tổng thống. À, lệnh phạt này đã xem là lớn nhất đối với lại à, các cái, cái cuộc tranh chấp ở tại thành phố New York từ tháng 5 năm 2019 tới tháng 9 năm 2019. Thì à, trong vai trò thị trưởng, ông ta đã và là một... À, nhân vật ứng cử viên của ghế tổng thống ông ta đã sử dụng sai lạc tất cả những ngân quỹ của thành phố New York trong đó ông ta đã chi cho việc mà di chuyển và à, và kể cả những cái sự di chuyển với sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát New York cũng như là chi trả tiền cho những công ty bảo vệ an ninh và đây không phải là số tiền mà người dân New York muốn chi ra đó là lời phát biểu của một trong những cái cơ quan đã đưa ra De Blasio được xem là một ứng cử viên của đảng dân chủ và ông ta chỉ có vài bốn tháng sau đó là ông ta đã rời khỏi cuộc tranh cử này tuy nhiên thời điểm đó thì ông ta đã sử dụng số tiền lên tới 319.794 Mỹ Kim à, trong các cái uh, cuộc di chuyển của ông ta trên toàn thành phố và sử dụng toàn bộ cái ngân sách của thành phố và điều này là điều uh, đã bị chỉ trích bởi phía của thành phố New York và giờ đây ông ta đã bị phạt vạ lên 475.000 Mỹ Kim sau khi sử dụng sai lạc số tiền của thành phố để chi cho cái vấn động trên tranh cử của ông ta trước khi mà ông ta rời khỏi cuộc tranh cử này đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay hàng loạt các hacker của Trung Quốc đã xâm nhập vào được tất cả những cái hệ thống công cộng tư nhân và à, của Hoa Kỳ đó là cuộc điều tra cho thấy gần như là các hacker của Trung Quốc đã sử dụng một cái à, lỗ hổng về an ninh rất là phổ thông qua hệ thống à, an toàn về email và xâm nhập được vào hạng mạng lưới network của hàng trăm các cái tổ chức công cộng và tư nhân trên toàn cầu và trong đó gần như là 3 phần tư trong đó là tất cả các cơ quan chính quyền bao gồm luôn cả bộ ngoại giao theo tường trình của một công ty về an ninh mạng ở có tên gọi là Madian đã thông báo vào ngày thứ năm đây được xem là cuộc hoạt động chiến dịch gián điệp lớn nhất của Trung Quốc và được thực hiện bởi một cái tổ chức về hacker của Trung Quốc và trong đó họ sử dụng tương tự những cái loại nhu liệu mà họ đã sử dụng trong của Microsoft Exchange năm 2021. À, Charles Kamako được xem là người lãnh đạo kỹ thuật của công ty Madian về à, à, không gian mạng đã cho biết như trên và những tên hacker này đã sử dụng các cái à, loại mã độc gây tổn thương để xâm nhập vào cái hệ thống an toàn email trên các cái cổng email và việc này diễn ra từ ngày 10 tây tháng 10 năm 2022 và đã được phát hiện vào ngày 19 tây tháng 5 năm 2023 và để đối lại thì các hacker ngay lập tức họ đã sử dụng một cái mã độc khác để rời khỏi và gần như không để lại một chút xíu dấu vết gì và trong đó ít nhất là có mà nạn nhân của họ là số lượng đông tới 16 quốc gia khác nhau và trong ngày 23 tây tháng 5 thì Baradura cho biết rằng là họ đã mở cuộc điều tra về tình trạng hacker này trong ngày 6 tây tháng 6 thì Barakula đã lên tiếng và nói rằng nhiều cái công xưởng của Hoa Kỳ và nhiều cái cơ sở tư nhân của Hoa Kỳ cũng như là các cái cơ sở công cộng của Hoa Kỳ đã bị tổn thương và hiện nay đang có sự đánh giá về sự tổn thương này. Đây là cuộc tấn công mới nhất về hacker của Trung Quốc đã âm thầm từ Nam năm ngoái và kéo dài cho tới ngày 19 tây tháng 5 tháng 5 năm nay thì mới bị phát hiện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Á Châu ngày hôm nay, Hoa Kỳ ban lệnh cấm vận đối với một cặp vợ chồng người Bắc Hàn đã giúp đỡ để thực hiện cái chương trình sản xuất phụ tùng cho hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn. Bản tin từ Washington cho biết thì chính quyền Hoa Kỳ đã ban lệnh cấm vận đối với một cặp vợ chồng người Bắc Hàn đang sinh sống tại Bắc Kinh và cáo buộc cặp vợ chồng này đã giúp sản xuất các cái phụ tùng để mà đóng góp cho cái chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn và trong đó bao gồm các cái và kể cả, cả khách hàng của họ là Iran. Bộ Tài chánh và và cái nơi được xem là kiểm soát về các cái tài sản của ngoại quốc à, nói rằng Cho à, Cho Choi Minh và vợ của ông ta là choi un chong đã làm việc cho cái uh, trường nghiên cứu về khoa học thiên nhiên của bắc hàn và trong đó gần như là đã sản xuất rất nhiều những cái chương trình phụ tùng cho các cái chương trình nguyên tử và giúp cho phía của uh, bắc hàn có thể có được những cái phụ tùng này đồng thời là bán những cái dụng cụ này cho những tay mua và bộ tài chính cho biết là cho choi, choi minh đã làm việc với lại cái uh, cái nơi mà gọi là các giới chức trao đổi về vũ khí của bắc hàn và trong đó đã, đã giúp cho bắc hàn trao đổi vũ khí với iran và vợ của ông ta bị cáo buộc là phối hợp ít nhất là à, từng cái vụ giao dịch này à, và sử dụng tất cả những cái sản phẩm nằm trong cái hệ thống à, sản xuất của bắc hàn và việc mà quốc gia á châu bị cô lập này Vốn đã bị cấm vận bởi phía của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế, trong đó họ có mối quan hệ rất mật thiết với cả Trung Quốc và Iran và thường xuyên nhập cảng những cái uh, nguyên liệu một cách bất hợp pháp để gia tăng cái chương trình hỏa tiễn đạn đạo của họ và các loại vũ khí vi, uh, vũ khí khác và vi phạm vào cái uh, là nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên quốc theo tường trình của Bộ Tài chính cho biết và căng thẳng đã gia tăng trong những tháng gần đây khi mà Bắc Hàn tiếp tục thử nghiệm các loại vũ khí giữa lúc mà Nam Hàn và Hoa Kỳ đang có các cuộc tập trận, Bắc Hàn đã bắn trên 100 cái hỏa tiễn kể từ đầu năm 2022 và Nam Hàn và Hoa Kỳ cũng đã có những cuộc tập trận liên tục 5 lần tập trận với cái tình trạng tập trận bắn đạn thật ở gần biên giới của Bắc Hàn vào ngày hôm nay thứ năm và đây được xem là một trong những cuộc đối đầu mạnh mẽ nhất của Hoa Kỳ và của Nam Hàn đối với Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Bắc Hàn ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, một công ty sản xuất chip điện tử hàng đầu của Hoa Kỳ cáo buộc là một công ty đối thủ Trung Quốc đã tìm cách có chiến dịch đánh cắp các kỹ thuật của họ. Công ty có tên là Applied Material Incorporation hiện đang khởi kiện một công ty của Trung Quốc làm chủ có tên là Masson trong vòng 10 tố 4 tháng qua đã dàn dựng một cái chiến dịch để đánh cắp tất cả những giá trị và những cái sản phẩm trí tuệ của họ. Đơn kiện này đã được đưa ra sau khi mà công ty Masson bị cáo buộc là có nỗ lực lừa gạt tất cả những nhân viên làm việc trong công ty Applied Material và tình nghi là để tìm cách đánh cắp tất cả những cái uh, kỹ thuật và các cái uh, trí tuệ sáng tạo của họ và có trên hơn một năm qua thì Mason đã cho thuê tìm cách thuê mướn và lừa gạt những nhân viên của công ty Apply Material, à, trong đó tổng cộng là có 17 người, à, hầu hết là những kỹ sư cao cấp của công ty này đã được thuê mướn qua bên công ty của Mason và công ty Mason này đã sử dụng những người đó để mà lấy đi những thông tin được xem là nhạy cảm, bao gồm luôn cho cái tiến trình phát triển về chip điện tử và kỹ thuật ở trên cái uh, lộ trình này và công ty apply material cho biết là họ đã ghi viết rất rõ ràng ở trên tòa rất nhiều những tập tài liệu được xem là có cái tính nhạy cảm cao về kỹ thuật và kể cả một số những bí mật thương mại của công ty apply material đã bị công ty mason đánh cắp trong nhiều năm qua qua hình thức là thuê mướn và lừa gạt các nhân viên của công ty apply material qua làm việc cho công ty mason đây được xem là đơn kiện mới nhất và công ty mason này được mô tả là công ty do một cả nhân vật ở Trung Quốc làm chủ và nhân vật này được xem là có mối quan hệ mật thiết với lực lượng PLA cũng như có quan hệ mật thiết với nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái đòn mạnh nhất mà phía của Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn chặn việc Trung Quốc đánh cắp các bí mật thương mại và các cái kỹ thuật về chip điện tử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, các nhà khoa học của Trung Quốc là những người đầu tiên đã bị ảnh hưởng bởi Covid đó là bản báo cáo mới nhất các viên chức Hoa Kỳ công bố trong tuần này là có dấu hiệu bằng chứng cho thấy là con virus của dịch bệnh xa gọi là Covid uh, Corona virus được biết với tên là Corona virus hay còn gọi là Covid 19 đã gây ảnh hưởng tới uh, một số những chuyên gia khoa học của Trung Quốc ở tại uh, đây trước khi mà nó thoát ra khỏi cái phòng sinh học tại Vũ Hán một bản báo cáo từ tổ chức có tên gọi là Substack, và trong đó họ báo cáo rằng là hàng loạt các giới chức hoa kỳ đã được phỏng vấn trong một phần điều tra bởi Public and Racket được biết với tên là Patient Zero. Trong đó gần như là họ đã thấy được rằng là những người đầu tiên đã bị lây nhiễm bởi con coronavirus gồm có Ben Hu Yubing và Yan Zhu là ba nhà khoa học gia đã nghiên cứu về cái con virus của dịch bệnh SA năm 2003 và sau đó nó bị biến thể và trở thành con coronavirus và những người này là những người đầu tiên đã bị lây nhiễm trước khi mà nó lây nhiễm qua những người khác và nó thoát ra khỏi cái phòng nghiên cứu sinh học tại Vũ Hán và gây thiệt mạng cho hàng triệu người trên thế giới trong vòng 3 năm qua. Ông Hương đã làm việc cho phòng nghiên cứu Vũ Hán và trong đó thì bản tin cho biết thì ông ta là người đầu tiên đã dính vào cái uh, con Covid này và, và trong đó ông ta đã cảm giác rằng là ông ta bị cái này từ tháng 11 năm 2019 theo tường trình của giới chức Hoa Kỳ. Và trước đó thì uh, tờ, Post Clone, uh, tờ Boston Globe cũng cho thấy rằng chúng ta không biết được uh, cái nguyên thủy của đại dịch này. Và trong tháng tư thì ông ta nói với tờ uh, New York Times Magazine là quý vị uh, đã nhận được và cái con vi khuẩn này tức là virus này và nó tương tự như là một cái uh, tình trạng cân dịch giết người hàng loạt năm 1920. Tôi có thể nói rằng ngày mai quý vị sẽ nằm chết ở trong bệnh trong cái nhà bếp của quý vị và quý vị không cần tới một cái gì khác. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất cho thấy rằng là dịch bệnh coronavirus không phải xuất phát từ thiên nhiên mà nó xuất phát từ phòng nghiên cứu sinh học và các nhà nhà gọi là khi nghiên cứu gia về khoa học của Trung Quốc là những nạn nhân đầu tiên của cái con vi khuẩn này trước khi nó bùng nổ ra bên ngoài và gây thiệt mạng cho hàng triệu người khác trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Liên hiệp Âu Châu đã kêu gọi các quốc gia thành viên là ban lệnh cấm với Huawei và ZTE trong vấn đề gọi là có an ninh quốc gia khi mà phát triển các cái phụ tùng cho cái việc phát triển 5G. Liên hiệp Âu Châu đã nói với các thành viên là nên ban lệnh cấm đối với hai công ty kỹ thuật của Trung Quốc là công ty Huawei Technology và ZTE khi mà họ bắt đầu phát triển cái mạng lưới 5G càng sớm càng tốt bởi vì những cái uh, nguyên liệu này và những cái phụ tùng này dường như là có nguy hiểm về ăn quốc gia quỹ hội âu châu được xem là nơi quản trị của liên hiệp âu châu đồng thời cũng đã lên tiếng và chỉ trích công ty Huawei và ziti về các thiết bị của họ có khả năng là mang theo một số những cái con bớt hoặc là những cái uh, truyền dữ liệu từ ở những cái thiết bị của về trực tiếp ở Trung Quốc và làm việc cho nhà nước cộng sản Trung Quốc chúng ta đã thấy rõ ràng là đã có những cái tình trạng thiếu an toàn từ công ty Huawei và ZTE và hy vọng rằng tất cả các quốc gia thành viên sẽ cùng góp tay ngăn chặn không để cho những thiết bị này sử dụng trong mạng lưới NetWork của chúng ta Trung Quốc đang có ý định là tìm cách phát triển cái hệ thống mạng lưới 5G ở Âu Châu sau khi mà họ bị cấm cửa tại các quốc gia nằm trong khối ngũ giảng gồm có Hoa Kỳ anh, Úc, Canada và, và New Zealand Do đó thì họ tìm cách phát triển mạng lưới 5G qua đây Tuy nhiên thì Liên Hiệp Âu Châu đã nghe lời khuyến cáo của cả Hoa Kỳ và Anh là đã không chấp nhận Để cho Huawei và GTA có thể phát triển mạng lưới 5G tại đây Và giờ đây thì hai công ty này đang đối diện với sự gọi là nghiêm cấm từ phía của Âu Châu Đó là bản tin liên quan tới tình hình của... Hoa của Trung Quốc và Âu Châu cùng một lượt các chuyên gia lên tiếng cho biết là chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách phá hủy sự đoàn kết của Âu Châu. Bản tin từ Washington cho biết lãnh đạo nhà nước Cộng sản Trung Quốc đang là là dàn ra một bản kế hoạch để phá vỡ thế là, gọi là đoàn kết của Liên hiệp Âu Châu và tìm cách gây trở ngại cho các tổ chức quốc tế theo tường trình một cuộc điều trần bởi một cơ quan của Hoa Kỳ trung quốc vẫn tiếp tục có những cái hành động được xem là, là, là gây ảnh hưởng chính trị tại âu châu cho quyền lợi của họ theo tường trình của andrew small được xem là một viên chức cao cấp của một cái tổ chức chiến lược đặt tại đức có tên là Marshall Fund. à tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là trung quốc đã à, có nhiều năm nay tìm cách phá hủy sự đoàn kết của liên hiệp âu châu và tìm cách phân hóa giữa hoa kỳ và liên hiệp âu châu đó là lời khẳng định của ông và đảng cộng sản trung quốc đã có một cái à, à, chiến lược lâu dài và họ làm rất cẩn thận và họ làm rất là nhẹ nhàng đó là lời phát biểu của ông Small đưa ra ông nói rằng đảng cộng sản trung quốc đã gần như là một cái đảng độc quyền cai trị tại trung quốc xem âu châu sự à, đoàn kết âu châu là đe dọa tới quyền lợi của họ và tập cân mình và đã tìm cách gọi là à, cô lập những quốc gia âu châu nào mà có cái khuynh hướng gọi là đối lập hoặc là chỉ trích cộng sản trung quốc và ông ta đã sử dụng tất cả quyền lực về kinh tế để tìm cách triệt buộc những đối quốc gia khác và gây phân hóa trong liên hiệp âu châu hiện nay thì bản báo cáo này khá dài trong đó cho thấy rằng là Trung Quốc đã định hướng và Âu Châu cần phải đi trên cái con đường riêng của họ và không nên bị ảnh hưởng bởi nền chính trị của Trung Quốc theo tường trình của tổ chức chiến lược Maso tại Đức cho biết như trên và điều này đã được ra điều trần trước một cái ủy ban, tiểu ủy ban đặc cách về đối ngoại và đặc trách về vấn đề của Trung Quốc ở Hạ viện Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay và cuối cùng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay lực lượng hải quân của Thái dưới áp lực là phải có một cái việc tăng cường ngân sách quốc phòng và bây giờ họ đang trở ngại trong vấn đề sản xuất về cái tiềm thủy đỉnh do phía Trung Quốc sản xuất sau khi mà Đức cấm không cho sử dụng cái động cơ cọ trong các tiềm thủy đỉnh mà Trung Quốc sử dụng để mà lắp ráp cho Thái Lan. Các giới chức Thái Lan dự tính là sẽ viếng thăm Trung Quốc trong tuần này để tiếp tục đàm phán về việc mà họ có được cái tiềm thủy đỉnh. Trong đó, Bắc Kinh cho biết rằng là họ sẽ làm đủ mọi cách để giúp cho Thái Lan có được tiềm thủy đỉnh mà không cần tới hệ thống gọi là động cơ từ phía Đức. Việc này diễn ra sau khi mà tờ Asia Nikki nói rằng là phía Đức đã nghiêm cấm không cho phía Trung Quốc có thể sử dụng các động cơ của họ để lắp ráp một cái tiềm thủy đỉnh có tên gọi là S-26T, à, gọi là John Class dành cho Thái Lan và việc này đã bị gây cản trở cho cái lực lượng hải quân hoàng gia của Thái Lan không có được một cái tiềm thủy đỉnh và hiện nay thì à, tòa đại sứ Đức ở tại Thái Lan đã khẳng định rằng Bắc Kinh không thể sử dụng bất kỳ một cái động cơ nào của nước Đức để có thể à, lắp ráp những cái tiềm thủy đỉnh này cho phía của Thái Lan đây được xem là một trong những cái à, thảo luận mà phía Thái Lan đang tìm cách tiếp cận lại với Trung Quốc và đáng lý ra thủy đỉnh này sẽ được hoàn tất năm 2023. Tuy nhiên thì bây giờ Trung Quốc cho biết là họ sẽ đề nghị một cái loại tìm thủy đỉnh khác mà tránh không dùng bất kỳ một cái động cơ nào của Đức để có thể giao được một cái tìm thủy đỉnh cho phía của Thái Lan. Tuy nhiên thì tìm thủy đỉnh mà do Trung Quốc sản xuất với động cơ của Trung Quốc thì nó lại không được bảo đảm Hiện nay thì Hoàng gia Thái Lan đang cần phải nâng cấp cái hệ thống gọi là quân sự của họ, đặc biệt là bên phía hải quân. Đây được xem là một trong những cái khó khăn cho Thái Lan khi mà họ đụng phải cái việc mà nhờ Trung Quốc chế tạo tiềm thủy đỉnh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.